Xin chào các bạn đã đến với kênh cây dược liệu của chúng tôi. Hôm nay một buổi chiều tôi cùng với các bạn đi ra vườn cái cây xả đen của công ty dược liệu Hòa Bình. Thế thì đối với cái mùa xả đen như thế này ấy, thì nó đang chúng tôi vừa mới thu hoạch xong được khoảng hơn một tháng, và chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh chi tiết sau một tháng khi mà cái cây này nó bắt đầu nó lên vào cái mùa hè như này, nó vào tháng 5 và tháng 6 như này. Đấy. Thế thì như các bạn đã biết thì xả đen là một cái cây chuyên về chữa về các bệnh liên quan đến u biếu, ung thư, các bệnh về gan, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao. Đấy, ăn ngon ngủ ngon. Đấy. Và trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã đưa ra ngoài thị trường rất nhiều cái cây xả đen để cho các bạn khách hàng dùng và hỗ trợ điều trị những cái bệnh như vừa rồi. Đấy. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn đi xem chi tiết về cái cây này nhá. Đấy, đây. Ở đây là một cái khu vực về cái cây xả đen mà chúng tôi đã thu hoạch sau khoảng một tháng. Đấy. Đây. Cái vườn như này. Về đặc tính cái cây xả đen này đấy thì nó là ở dạng thân leo. Đấy. Thân leo nên là cái cành của nó rất là nhỏ. Cành của nó nhỏ chứ nó không phải là thân gỗ. Đấy, nhiều người anh chị trong miền Nam là mua phải cái cây xả đen mà nó cứ thái lát ra. Thái lát trắng trắng ấy thì nó gọi là cái xả vàng, xả giả. Nên là lát nó to, uống nó hơi ngái một chút. Nhưng riêng đối với xả đen thì uống rất là thơm, dễ uống. Màu nước xả đen nó đậm. Đấy, màu nước xả đen nó đậm. Đấy, được chưa? Đây, tôi hôm nay vừa ngắt một cái cành nhỏ nhỏ để các bạn xem. Đây, đây là cái cây xả đen nhé các bạn nhé. Đấy. Về cái mùa như này ấy, thì xả đen nó không được được tím. Vì là mùa hè. Đây, lá nó hơi tím này các bạn nhé. Hơi tím này. Răng cưa thưa này. Đấy, răng cưa thưa. Đấy, được chưa? Răng cưa thưa nhá. Có một số lá khi mà nó đã già dưới này thì nó không còn răng cưa nữa nhá các bạn nhá. Đấy, để các bạn phân biệt rõ, vì rất nhiều người đã hỏi tôi về cái cây như này. Đấy, được chưa? Đây là cây xả đen. Đấy, đây những cái gốc của nó này, các bạn thấy này, cái cây gốc này chúng tôi đây những cái gốc như này. Các bạn thấy là đã được 5 7 năm đến 10 năm rồi, nhưng mà gốc của nó chỉ bằng ngón chân cái thôi. Ngón chân cái nhá, chứ nó không được to các bạn nhá. Đấy, nó không được to. Đấy, được chưa? Đấy, đấy là cái gốc cây xả đen. Đấy, quay chi tiết cái cành cành này, cây đây. Để các bạn cùng xem về cái cây xả đen như thế này. Đấy, được chưa? Đấy. Rồi. Ở đây thì chúng tôi đây là một do là nó thời tiết hôm nay nó khá là nắng, là chúng tôi quay ở một cái khu vực nó mát, nên là khu vực nó hơi nhỏ. Chúng tôi có khoảng 5 đến 7 ha về cái cây xả đen này. Đấy, buổi chiều nó mát mát hơn, chúng ta sẽ cùng đi qua đó để tham quan và trực tiếp cái khu mà chúng tôi đang thu hoạch, nghĩa là đang cắt cái cây đó về để phơi, để sao và đóng thành sản phẩm cho các bạn. Đấy. Thế thì ngoài cái cây xả đen thân lá khô mà chúng ta có thể về đun nước cho uống, đúng không ạ? Thì chúng tôi còn có cái cây chúng tôi còn sản xuất ra cái dạng trà túi lọc xả đen. Trà túi lọc xả đen chúng tôi lấy 100% những cái lá từ lá bánh tẻ. Đấy, những cái lá bánh tẻ. Đấy. Và chúng tôi công nghệ để chúng tôi đã cho ra cái sản phẩm đó, trà túi lọc. Đấy. Ngoài sản phẩm trà túi lọc ra thì chúng tôi còn có đó là cái sản phẩm về cao xả đen. Đấy, cao xả đen này chúng tôi đã kết hợp cây xả đen, kết hợp với cây chín uổng cung, cây bán chiên liên, cây bạch hoa xà, cây hoa đu đủ đực. Đấy, vân vân. Nghĩa là 7 đến 8 thành phần. Sau đó chúng tôi sẽ kết hợp và nấu thành cao và để cho những người mà bị bệnh về u biếu, ung thư. Đấy, cần điều trị, chúng ta sử dụng cái cao đó thì nó sẽ đạt cái hiệu quả, nghĩa là tốt nhất cho người bệnh. Đấy, dạ. Đây, cái vùng ở dưới này là ruộng nha các bạn nhé. Ruộng này. Trên kia là núi đá Hòa Bình. Núi đá Hòa Bình nhé. Đấy, núi đá Hòa Bình ở trên. Ok, họ đang khai thác. Dạ.
Thì nhiều bạn có hỏi tôi thì có phải là ở Hòa Bình không? Chúng tôi cam kết các bạn là chúng tôi ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, là một trong hai thôn có cái cây sả đen nhiều nhất tỉnh Hòa Bình. Và cái chất lượng của cây sả đen này thì chỉ ở hai thôn là thôn Cao Đường và thôn Om Làng của chúng tôi. Đấy, các bạn có điều kiện thì hãy lên tận công ty chúng tôi để tham quan cái mô hình và xem trực tiếp chúng tôi nấu cao sản xuất vân vân. Đúng không ạ? Vừa rồi chúng tôi có chia sẻ các bạn về cái cây sả đen. Đấy. Các bạn nào có nhu cầu hay là tư vấn về cái sản phẩm cây sả đen như này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0976 836 586 và địa chỉ của công ty chúng tôi ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.